Các bạn thân mến, thì buổi chia sẻ hôm nay Thanh mời các bạn đi tham quan một cái di tích, đó chính là Miếu Thiếu Gia. Miếu Thiếu Gia thật ra là nơi thờ một trong những người con của vua Gia Long. Ông tên là Hoàng Tử Cải, hay còn được gọi là Hoàng Tử Hội An. Bà là con của bà Hoàng Phi Yến, cái tên là Lê Thị Râm. Con của bà Lê Thị Râm là bà vợ thứ của vua Gia Long. Thì tương truyền rằng trong quá trình phục quốc thì vua Gia Long đã từng bắt Hoàng Tử Cải làm con tin ở Bangkok để mượn tay thực dân Pháp hỗ trợ mình để đánh Tây Sơn. Nhưng mà kế hoạch bất thành. Từ cái kế hoạch này mà ông đã không còn thương yêu bà Lê Thị Râm nữa, và cũng mất đi người con của mình, đó là Hoàng Tử Cải. Có người nói rằng là vì Hoàng Tử Cải lúc bấy giờ chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi, khi bị cha của mình bắt đi thì mẹ ngăn cản. Chính vì ngăn cản như vậy cho nên Gia Long đâm lòng tức giận, nhốt bà vào trong hang đá ở trên đảo Côn Lôn. Bây giờ chúng ta gọi nơi đó chính là đảo Hòn Bà đó. Rồi bắt Hoàng Tử Cải đi. Vì nhớ mẹ cho nên Hoàng Tử Cải đã khóc rất nhiều. Nguyễn Ánh dỗ dành hoài không được thì ông rất là tức giận. Ông quăng Hoàng Tử Cải xuống dưới biển. Xác của Hoàng Tử đã trôi vào làng Cò Ống này và được người dân nơi đây vớt lên và an táng, sau đó thờ cúng. Thì khi được người dân nơi đây cứu ra khỏi hang động thì bà Nguyễn Thị Râm đã tìm đến khu vực này và nhận con trai của mình. Rồi sau đó bà cũng như người dân nơi đây lập miếu thờ cúng ngài. Thì Miếu Thiếu Gia là khoảng 1 hecta nằm ngay chỗ phía bắc của đảo Côn Đảo đó quý vị, gần với sân bay Cỏ Ống và nằm sát bên cái bãi biển Đầm Trầu. Nó cách bãi biển Đầm Trầu khoảng chừng 400 mét thôi quý vị. Và đây là một trong những nơi rất là gọi là linh thiêng, được người dân ở trên đảo cũng như là khách du lịch mỗi khi đến với đảo Côn Đảo này thì người ta hay ghé vào đây thắp cho Hoàng Tử Cải một nén nhang, cũng như là cầu nguyện những điều may mắn tốt đẹp, bình an cho cái hành trình của đoàn, cũng như là cầu mong may mắn tốt đẹp cho gia đình và bản thân. Đây là một trong những cái di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, và thời gian gần đây đã được trùng tu sửa chữa cũng như là nâng cấp, nên cái vị trí nơi đây rất là sạch sẽ, khang trang, đẹp, có người trông nom và nhang khói thì lúc nào cũng có hết quý vị. Phía trước có để bảng di tích Thiếu Gia Miếu, tức là miếu cậu đó. Còn ở phía sau là mộ của Thiếu Gia Hoàng Tử Cải. Ở giữa, chính giữa là cái điện của ngài, nơi người ta thắp nhang cầu nguyện. Quý khách vào đây thì nhang là miễn phí hoàn toàn quý khách nha. Đó là cái con đường, nó nằm ngay trên cái con đường ra cái bãi Đầm Trầu, rất là tiện lợi. Thanh giới thiệu cho mọi người để biết cái khu vực này nhé cả nhà. Thanh cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi. Tiếp theo là Thanh sẽ cho ra một cái video mới về cái những cái địa điểm trên cái Côn Đảo. Quý vị ủng hộ Thanh nha. Xin cảm ơn.